Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Dạ bữa hôm nay nhà em mới về được một con tủ đài Columbia GB38, dạ máy nội địa Nhật về, sử dụng nguồn điện AC là 100V, máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng như là line in và line out, dạ đĩa CD, băng cassette và radio. Radio của máy thì là zin nguyên bản của Nhật là 90. Dạ. Và cái băng cassette, đặc biệt là đĩa mâm than, hoạt động rất là tốt dạ. Máy được thiết kế rất là tinh tế và sắc sảo, mang tính chất thẩm mỹ rất là cao. Đây là cái nút volume cũng như nút nguồn, em mở lên cái là nó sẽ qua nút nguồn dạ. Là cái nút là nút tuning để dò đài, các chế độ nằm trên đây dạ. Đầu tiên là đĩa mâm than, thứ hai là đĩa CD, cái đĩa thứ ba, phần thứ ba là phần băng cassette và FM, AM và cộng line in kết nối thiết bị từ bên ngoài vào, các tính năng nằm trên các phím bấm hết. Rất là thuận tiện dạ. Đây là các cái phần mà lấy đĩa ra dạ, và stop và play, tua tới tua lui. Em sẽ quay cận cảnh mặt trước mặt sau của máy dạ. Đây bên hông của máy dạ, được thiết kế rất là tinh tế. Dạ đây là mặt phía sau của máy. Dạ G38. Đây mặt bên hông của máy dạ. Còn rất là đẹp. Quý vị là có nhu cầu sở hữu liên lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454. Dạ vâng, Đạt Gò Vấp rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên Audio Đạt Gò Vấp sớm nhất có thể dạ. Bây giờ em sẽ đi vào các phần mà test tất cả các chức năng của tủ đài Columbia GB38 dạ. Đầu tiên hãy test cái phần đĩa mâm than này trước. Em mở nút nguồn lên. Và em chọn theo đĩa mâm than bên đây dạ. Và em bỏ kim vào. Nơi đâu tôi vẫn đi đến
Dạ vâng, cái phần mà đĩa than hoạt động rất là tốt rồi dạ. Thì em test lại cái phần mà đĩa CD này. CD em bấm chỗ CD bên đây. Đây, em test một đoạn nhạc Liên Khúc Tình Yêu dạ. Đèn nó báo là qua chế độ CD rồi dạ. Và em bấm play thôi dạ. Đây, bài số 1. Sao trên trời phút giây này có bà. Tôi qua bài số 2. Bài số 3 dạ. Bài số 4 rất là đọc rất là tốt dạ. CD rất tốt rồi dạ. Em test được phần băng cassette. Băng cassette thì em bấm chế độ bên đây. Ta chuyển qua chế độ băng cassette. Và em cho công tăng và em bấm play. Thời gian đông gió vui cùng đành vui xuống cho mong đời thoát đi. Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu anh ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào. Một lần gặp gỡ nhưng tình nỡ xa xưa. Mây có bay và anh có hay, em ngại ngùng yêu anh lần đầu. Ta đã yêu hồn ta ngất say, men yêu đương đã thắm cuộc đời. Một lần nào đó bước đi anh âm thầm. Một lần nào đó còn chi đâu anh ơi, có còn lại trắng dư âm thôi. Trong cơn thương đau men đắng môi. Yêu rồi tình yêu. Dạ vâng, cái phần mà băng cassette họ rất là tốt rồi. Dạ em test được cái phần mà line in và radio của máy dạ. Dạ vâng, em đã kết nối cái cổng line in về đây rồi dạ. Em chọn sang chế độ mà phần AUX nối thiết bị từ bên ngoài vào bên đây dạ. Để em kết nối từ điện thoại qua đây dạ, chọn chế độ AUX đây, đã chuyển kênh qua đây là dạ. Em mở lớn volume này.
Vâng, cái phần mà line in rất là tốt. Thì giờ em test cái phần mà radio của máy và FM và AM. Vâng, em chọn cái FM. Phần AM nhỉ. Từ đông đến 7:18 về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10. Muốn vệ sinh thì mình chỉ cần mở nắp ra nha, cái mình lấy cái túi lọc rác ra là xong rồi, sạch sẽ nhà cửa mà còn tiện lợi nữa ba. Mới nghe con giới thiệu thôi là ba thấy khoái rồi đó. Chứ cái hố ga bê tông này nó cứ nghẹt suốt à. Riết rồi ba cũng thành thở sửa cốc. Dạ vâng, em đã test qua tất cả các chức năng của dòng đài Columbia tụ đài dạ. Thì máy hoạt động rất là tốt và dạ. Đặc biệt là chơi rất là đa năng, từ line in bằng cassette, CD và radio AM và FM và mà đĩa mâm than luôn dạ, rất đáng để sở hữu. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu liên lạc với em qua số điện thoại 0938303454 và đặt cầu vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên audio đặt cầu vấp sớm nhất có thể nha. Dạ vâng, em sẽ kết thúc cái phần video trình bày ở đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.